Hôm nay thứ năm 26 tháng 9 có hai giải đấu. Thứ nhất là cúp C2 châu Âu, đêm nay thi đấu 9 trận còn lại của vòng 1. Cũng như đêm hôm trước có hai cặp đấu sớm diễn ra lúc 23:45. Đó là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ gặp Sangiulois của Bỉ và Malmö của Thụy Điển gặp Glasgow Rangers của Scotland. Lúc 2 giờ là 7 trận còn lại: Roma gặp Bilbao, Frankfurt gặp Victoria Plzen của Cộng hòa Séc, Tottenham gặp Karabakh của Azerbaijan, Ajax của Hà Lan gặp Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ, Braga của Bồ Đào Nha gặp Maccabi của Israel, Lyon của Pháp gặp Olympiakos của Hy Lạp và Steaua Bucuresti của Romania gặp Rigas của Latvia. Gương mặt đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay đó là Tottenham. Sau hai trận thua liên tiếp trước Newcastle và Arsenal, gà trống đã lấy lại được tinh thần cũng với hai chiến thắng liên tiếp, một ở cúp liên đoàn và một tại giải ngoại hạng ở vòng đấu cuối tuần qua. Hôm nay được chơi trên sân nhà tiếp một đối thủ đến từ Azerbaijan là Karabakh. Trong quá khứ, hai đội đã từng có hai lần chạm trán, đó là ở mùa giải 2015-2016 cũng tại sân chơi Europa League. Hai đội nằm cùng bảng và Tottenham đã đánh bại Karabakh cả hai lượt trận đi và về. Từ đó đến nay đã gần 10 năm trôi qua, nhưng thực lực đôi bên không có gì thay đổi. Tottenham vẫn tiếp tục là bên mạnh hơn trong lần đối đầu này. Một tên tuổi khác cũng khá quen thuộc đối với người hâm mộ, đó là Roma, vòng này gặp Bilbao. Roma khởi đầu mùa giải không được tốt và cũng không đến nỗi tệ. 5 vòng đấu thắng 1, thua 1 và hòa 3 trận, được 6 điểm. Đối với Bilbao, đã trải qua 7 vòng đấu, thành tích khá tốt, thắng 4, hòa 1 và thua 2. Hai trận thua là trước hai đội bóng mạnh Atletico và Barca nên hoàn toàn có thể chấp nhận được. Về đối đầu, trong quá khứ, hai đội chưa từng chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Bilbao đang có phong độ tốt hơn, nhưng trận này Roma có lợi thế sân nhà nên cũng khá cân bằng. Giải đấu còn lại là La Liga, đêm nay thi đấu 3 trận cuối cùng của vòng 7. Lúc 0 giờ, có hai cặp đấu, Las Palmas gặp Betis và Espanyol gặp Villarreal. Lúc 2 giờ là trận còn lại, Celta Vigo tiếp đón Atletico.